the baby. You make me crazy. Uh-huh. You come with me. L-I-B-Y. 1, 2, 3, go! Lady, lady, vì bóng ai đẹp xinh ngất ngây. Lady, lady, làm trái tim dồn vang đến bên anh. Lady, 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 come on my baby. Này 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 em hãy đến đây, cùng mình nhạc vui tươi ngất ngây. Chỉ mình vào bao nhiêu đám say, nụ hồng anh mang đến ngay. Lady, lady, come on my lady, lady, bước chân thêm rộn ràng. Điều gì làm em yêu nghĩ suy, ngày thì dài chưa qua lắm khi buồn phiền thôi không muốn đi, đừng vội vàng xin thôi vẫn ghi. Lay đèn lay, come on man, lay đèn lay, giấc mơ thôi hoang tàn. Lay đèn lay đèn, hình bóng ai đẹp xinh ngất ngây. Lay đèn lay đèn, làm trái tim dồn vang đến bên anh. Lay đèn lay, lay đèn lay, come on my baby. Lady, lady, vì bóng ai đẹp xinh ngất ngây. Lady, lady, làm trái tim dồn vang đến bên anh. Lady, 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 come on my baby. Điều gì làm em yêu nghĩ suy, ngày thì dài chưa qua lắm khi buồn phiền thôi không muốn đi, đừng vội vàng xin thôi vẫn ghi. Lay đèn lay, come on man, lay đèn lay, giấc mơ thôi hoang tàn. Lay đèn lay đèn, hình bóng ai đẹp xinh ngất ngây. Lay đèn lay đèn, làm trái tim dồn vang đến bên anh. Lay đèn lay, lay đèn lay, come on my baby. Yêu nghĩ suy, ngày thì dài trôi qua lắm khi nhiều việc thôi không muốn đi, đừng vội vàng xin thôi vẫn nghĩ. Lay đèn lay, lay đèn lay, giấc mơ thôi hoang tàn. Baby oh bang bang, tonight work hard don't whatever. I can't believe we are together. I wanna lay, I wanna say, I wanna baby to lay lay lay. I buy anything, I buy any ring. I'm coming, I'm feeling exciting. Now we're fishing, now we're fighting. I'm thinking my lady. Làm trái tim dồn vang đến bên anh. Lady, 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 come on my baby. Xin chào mừng toàn thể quý vị khán giả đang đến với chương trình Sao Online được phát sóng trên kênh VTC1. Chương trình do công ty Alaska, công ty Sóng Vàng và tạp chí Thế Giới Đàn Ông phối hợp thực hiện với sự tài trợ của Mobifone. Quý vị khán giả thân mến, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với ca sĩ Nguyễn Hoàng Nam, người đã mang tới quý vị món quà tặng âm nhạc đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay. Xin chào toàn thể quý vị khán giả của chương trình Sao Online. Xin chào MC Quốc Bình và đặc biệt chào tất cả quý vị khán giả có mặt tại trường quay hôm nay. Chúng ta sẽ có một buổi thật là vui nhá. Quý vị khán giả thân mến, một gương mặt ca sĩ miền Bắc nhưng đã hoạt động khá lâu ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Và giờ đây khi tham gia chương trình Sao Online thì Nguyễn Hoàng Nam lại một lần nữa gặp gỡ với rất nhiều những khán giả đang theo dõi chương trình tại khu vực miền Bắc. Và Nguyễn Hoàng Nam có những lời gì đối với những khán giả đang theo dõi chương trình này? Miền Bắc là nơi mà Hoàng Nam đã sinh ra. Và có lẽ là có rất nhiều những kỷ niệm thời thơ ấu đã gắn kết Hoàng Nam ở đó. Hôm nay lại có cơ hội được lên một chương trình mà tất cả quý vị khán giả miền Bắc đang theo dõi thì Hoàng Nam cảm thấy là một điều rất là hạnh phúc. Và mong rằng cho dù xa quê hương nhưng mà những người miền Bắc vẫn nhớ và luôn ủng hộ cho Hoàng Nam nhé. Một chàng trai đất Bắc lần đầu tiên đến với thành phố Hồ Chí Minh và đã giành được một giải thưởng cao nhất trong một cuộc thi về âm nhạc. Và lúc đó thì Nam cảm giác như thế nào? Khi mà Hoàng Nam mới bước chân vào Sài Gòn lập nghiệp, chỉ mới được 2 tháng thôi, thì rất là may mắn được một người bạn rủ tham dự một cuộc thi và đã đạt giải nhất trong cuộc thi đó.
Đối với Hoàng Nam lúc đó cảm giác giống như là một giấc mơ vậy đó. Vì tất cả những người nào mà đam mê nghệ thuật và theo đuổi nó, cũng như Hoàng Nam đã từ miền Bắc vào trong Nam, thì khi mà đạt giải nhất trong một cuộc thi ca nhạc lớn với cái quy mô là toàn quốc như vậy, thì trong lòng mình có lẽ là cảm thấy rất là bỡ ngỡ và rất là bất ngờ. Cái ngày mà Hoàng Nam đứng trên bục cao nhất để nhận giải thưởng thì Hoàng Nam cũng không nghĩ rằng đó là một sự thật nữa. Cho đến khi nhìn thấy cô bạn, có nghĩa là muốn nước mắt muốn trào ra bởi vì quá hạnh phúc. Nhìn cô bạn gái bên cạnh cùng đạt giải với mình thì cô ấy cười rất tươi và rất là bình thường. Thì mình không dám khóc bởi vì con trai mà khóc lúc đó thì kỳ quá, mặc dù là rất là muốn khóc bởi những giọt nước mắt quá hạnh phúc và bất ngờ. Và có thể nói rằng giải thưởng đó là một cánh cửa để đưa Nam đến với giới nghệ thuật, được khán giả chấp nhận. Nhưng mà đôi khi những giải thưởng quá sớm như vậy cũng là một áp lực tâm lý dành cho Nam. Không biết là điều này có phải thì chính xác là một áp lực đối với Nam không? Đúng, anh Quốc Bình đang nói một điều mà có lẽ là hôm nay mới có dịp được bày tỏ với quý vị. Khi Hoàng Nam học hết khoa kinh tế đối ngoại của Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, lấy bằng rồi thì Hoàng Nam lại vào miền Nam để lập nghiệp theo đuổi một cái ngành nghề không liên quan, đó là ca hát. Và bạn bè thì ai cũng nói rằng là sao mày phí thế, đi học xong lấy bằng mà bây giờ lại đi hát. Thì thật ra thì Hoàng Nam nghĩ rằng nếu mà được làm cái điều mình đam mê là cái điều quan trọng nhất. Chính vì thế Hoàng Nam đã lựa chọn. Và mới vào thành phố Hồ Chí Minh thì trước đó thì Hoàng Nam chỉ đi hát, tham gia các phong trào thôi. Thế nên là không thể biết rằng cái nền showbiz trong này nó như thế nào và công việc mình phải làm như thế nào mới thực sự chuyên nghiệp. Sau khi đạt giải nhất xong thì Hoàng Nam cũng có rất là nhiều những lời mời của công ty này, công ty kia về độc quyền. Nhưng mà Nam cứ nghĩ rằng là được tự do thì vẫn hơn. Và Nam đã lựa chọn tự do và không vào một công ty nào hết. Và cũng chính cái tự do đấy có nhiều những cái điểm ưu điểm và cũng có những cái mặt hạn chế. Đó là tự do thì mình muốn làm gì thì làm và tự quyết định được mọi việc. Nhưng mà nếu có một công ty chuyên nghiệp đứng ra làm cho mình khi mình còn bỡ ngỡ như vậy thì sẽ là một điều tốt hơn để có thể bước vào một môi trường chuyên nghiệp như nền âm nhạc của Thành phố Hồ Chí Minh này. Thì chính vì thế mà Hoàng Nam thực sự thì đã cảm thấy rằng là mình đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội bởi những ngày đầu khi mình chưa biết, chưa thực sự hiểu hết về nền âm nhạc trong này. Nghe Hoàng Nam nói như vậy thì có vẻ như một sự tiếc nuối. Thực sự là bạn có tiếc nuối những cơ hội đã trôi qua không? Hoàng Nam nghĩ không chỉ riêng Hoàng Nam đâu, trong cuộc sống thì ai cũng có những lúc làm vụt khỏi tay mình những cơ hội. Và mình phải cảm thấy tiếc nuối nó để khi tương lai mình gặp lại những cơ hội như vậy, hoặc có những cơ hội mà mình cần phải nắm giữ thì mình phải nắm ngay để mình có thể bước tiếp lên trong con đường ca hát hoặc đi theo những đam mê mà mình mong muốn. Nam cảm thấy như thế nào khi mà mình tham gia rất nhiều những lĩnh vực khác ngoài ca hát, đó là lồng tiếng cho những đoạn quảng cáo này, hay là làm gương mặt đại diện cho các nhãn hàng này và đóng phim, thì những điều đó bổ trợ gì cho công việc của Nguyễn Hoàng Nam, ca sĩ? Có thể nói sao nhỉ? Hoàng Nam là một người có lẽ là khá tham lam. Cái việc gì mà mình cảm giác là mình có khả năng thì Hoàng Nam đều muốn làm. Không chỉ là những cái mà anh Vũ Bình vừa nói đâu, Hoàng Nam còn có nhiều những cái nghề khác nữa mà Hoàng Nam chưa có dịp để bật mí. Nhưng mà Hoàng Nam rất là tham lam, chính vì thế cái việc gì mà có cơ hội là Hoàng Nam cũng sẽ làm liền. Và nhưng mà cái quan trọng nhất vẫn là ca hát là cái niềm đam mê đầu tiên của Hoàng Nam. Tất cả những cái kia chỉ là những cái bổ trợ thêm để tạo dựng hình ảnh cũng như là có cơ hội gần hơn với quý vị khán giả mà thôi. Và hoạt động trong nhiều lĩnh vực như vậy thì cũng đồng nghĩa với việc là có rất nhiều khoản thu nhập khác nhau. Và Nguyễn Hoàng Nam đã sử dụng những khoản thu nhập này như thế nào? Như Hoàng Nam cũng vừa nói là cái đam mê nhất đó là ca hát. Đi làm cái gì rồi kết thúc cũng lấy tiền mang về đầu tư cho ca hát, rồi làm album, rồi làm live show như cái album mà Hoàng Nam sắp sửa gửi tặng quý vị đây. Bao nhiêu tiền thì kết thúc cũng để đầu tư cho niềm đam mê của mình. Khi mà chúng tôi cùng hoạt động với nhau trong những đoạn lồng tiếng cho phim quảng cáo thì giọng Nguyễn Hoàng Nam thì rất là đa dạng. Tôi chỉ có được một giọng Bắc thôi. Còn Hoàng Nam thì giọng Bắc nhưng mà làm người già này, làm người trẻ này, tất cả Hoàng Nam đều làm được. Ngay ngày hôm nay đây thì tôi muốn bật mí điều này và muốn Hoàng Nam thử một lần cho khán giả có thể được nghe tài giả giọng của bạn. Nhưng tôi lại không muốn bạn giả giọng để nói như những đoạn lồng tiếng quảng cáo, mà tôi muốn bạn giả giọng để hát. Có được không? Điều này có khó quá không? Hoàng Nam chưa thử điều này bao giờ. Hay hôm nay sau khi mà bây giờ sẽ cho Nam thử lồng tiếng giọng trẻ con, sau đó là cho Nam hát thử một đoạn bằng tiếng trẻ con thử xem nhé. Các bạn có muốn không ạ? Tất nhiên là khán giả sẽ tò mò muốn biết khả năng này rồi. Xin mời Hoàng Nam. Hoàng Nam có lồng tiếng quảng cáo cho một đoạn quảng cáo của một sản phẩm về sữa tắm. Và là một giọng của một đứa con nít
nó nhìn mẹ nó tắm ở giữa tắm và nó rất là thích thú. Và nó đã hỏi mẹ nó là: "Ơ, sao da mẹ lại mềm mịn quá nhỉ?" Các bạn nghe có thấy giống tiếng con nít không? Nhưng mà còn nhiều đoạn quảng cáo nữa. Có đoạn thì tôi phải đóng làm anh của Hoàng Nam, còn Hoàng Nam phải giả giọng nhỏ xuống làm bé 10 tuổi để nói những cái câu mà hỏi anh mình nữa, đúng không? Bây giờ thì Nam hãy thử hát một bài bằng giọng em bé thử coi. Các bạn ơi, Hoàng Nam nhìn mặt thì già lắm rồi, không thể nào mà đóng là nhìn ra là con nít được. Bởi vậy các bạn đừng có nhìn Hoàng Nam mà hãy nghe, nhắm mắt rồi nghe Hoàng Nam hát thử nhá. Chứ cứ nhìn mặt Nam mà nếu Hoàng Nam có hát con nít cỡ nào cũng bảo ơi cái mặt già quá không có cảm nhận được. Nên quý vị hãy đừng có nhìn Hoàng Nam để Hoàng Nam hát cái bài này, quý vị nghe thử xem có giống con nít không nhá. Vỗ tay của Hoàng Nam nhá. Cháu lên bà, cháu đi mẫu giáo. Cô thương cháu vì cháu không khóc nhẹ, không khóc nhẹ để mẹ trồng cây chai. Con vào nhà mây, ông bà vui cây cây. La 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 la. Hết. Nghe cái đoạn la 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 đang là trẻ mà nghe thấy hết là thấy nó già liền vậy đó. Hoàng Nam nghĩ rằng là có lẽ để làm một chút gì đó cho quý vị vui thôi, chứ còn thật sự thì mình nên làm đúng tuổi mình thì hay hơn. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục câu chuyện ngày hôm nay nhé. Khán giả đã được biết về những khả năng của Hoàng Nam rồi. Bây giờ trước khi đến với những phần trò chuyện tiếp theo, chúng ta hãy lắng nghe một ca khúc mà Hoàng Nam dành tặng cho khán giả của chương trình.